Ngụy Tuấn Kiệt, tài tử lực lượng phản ứng, phụ bạc Đặng Lễ Minh nhận quả báo cay đắng. Ngụy Tuấn Kiệt sinh năm 1967, từng được biết đến là một trong những sao nam đắt giá nhất VTVB trong những năm 1990, đầu những năm 2000. Nhờ sự giới thiệu của đàn anh cùng trường là ảnh đế Huỳnh Thu Sinh, Ngụy Tuấn Kiệt gia nhập TVB năm 1992, trở thành nghệ sĩ trực thuộc của nhà đài lớn nhất Hương Cảng. Sở hữu cả tài năng lẫn ngoại hình, Ngụy Tuấn Kiệt được công ty hết mực o bế. Mới vào nghề, nam thần xứ đài đã tham gia hàng loạt siêu phẩm, sánh vai cùng dàn sao thế hệ vàng Lê Minh, Quan Viễn Hà, Âu Dương Chấn Hoa, Triển Y Kiện. Ngụy Tuấn Kiệt từng bước khẳng định vị thế trên màn ảnh với các bộ phim Nguyên Chấn Hiệp, Túy Đạ Kim Chi, Hồ Sơ Trinh Sát, Bảo Vệ Nhân Chứng, Tuyết Sơn Phi Hổ. Hình tượng vạm vỡ, nam tính, gương mặt điển trai với đôi mắt sáng, sống mũi thẳng cùng những đường nét cương nghị của anh ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người khán giả thời bấy giờ. Sự nghiệp của tài tử họ Ngụy chạm đến đỉnh cao khi anh tham gia loạt phim Lực Lượng Phản Ứng năm 1993. Sự nghiệp của tài tử họ Ngụy chạm đến đỉnh cao khi anh tham gia loạt phim Lực Lượng Phản Ứng năm 1998. Vai diễn chính phong trong tác phẩm không chỉ đưa Ngụy Tuấn Kiệt gia nhập hàng ngũ sao hạng A của màn giải trí xứ Cảng Thơm, được cả showbiz săn đón mà còn giúp anh nên duyên với bạn diễn Đặng Lễ Minh. Thở còn yêu Đặng Lễ Minh, Ngụy Tuấn Kiệt trở thành hình mẫu đàn ông lý tưởng của hàng triệu fan nữ, đẹp trai, nổi tiếng, lại chung tình, mẫu mực. Ở bên người đàn ông hào hoa bậc nhất Hồng Kông lúc bấy giờ, mỹ nhân sinh năm 1976 cũng hết lòng vì người thương. Thậm chí khi cha của bạn trai qua đời, cô không ngần ngại đứng ra chịu tang dù chưa có bất cứ danh phận nào. Nhìn vào cuộc tình 9 năm tuyệt đẹp của họ, người ta cứ ngỡ cặp gia đình đám này rồi sẽ có được một cái kết viên mãn. Thế nhưng đến năm 2007, cả hai đường ai nấy đi trong sự ngỡ ngàng của dư luận. Không lâu sau khi chia tay bóng hồng gắn bó lâu năm, Ngụy Tuấn Kiệt công khai yêu Trương Lợi Hoa, nữ sinh viên đại lục kém anh 20 tuổi. Được biết, từ cuối năm 2006, khi đang quay phim ở Trùng Khánh, Sếp Trinh đã gặp gỡ người tình trẻ và nhanh chóng phải lòng cô. Để có thể danh chính ngôn thuận qua lại với Trương Lợi Hoa, Ngụy Tuấn Kiệt đã trở về Hồng Kông chia tay Đặng Lễ Minh rồi đăng ký kết hôn với người đẹp họ Trương vào đầu năm 2008. Tài tử TVB đưa vợ trẻ sang Hồng Kông sinh sống, họ đón con gái Jessica 2 năm sau đó. Đánh đổi mối tình 9 năm với Đặng Lễ Minh để lấy Trương Lợi Hoa. Nhưng thứ mà Ngụy Tuấn Kiệt nhận lại không phải là một tổ ấm hạnh phúc, êm ấm, mà là những cay đắng, ê chề nối tiếp nhau. Việc phụ bạc Đặng Lễ Minh khiến sao nam TVB không còn là cái tên được công chúng yêu mến như thời Hoàng Kim. Các nhà làm phim Hồng Kông cũng bắt đầu ghẻ lạnh, không còn được săn đón tại Hương Cảng. Nam diễn viên phim Nguyên Chấn Hiệp chuyển sang hoạt động ở Đại Lục. Dù vẫn đều đặn nhận dự án mới, song danh tiếng sụt giảm cộng với phong độ không còn như xưa, tài tử 6X chỉ nhận được mức thù lao khiêm tốn, lương ít khiến sao nam chật vật đủ đường. Vừa chi trả phí sinh hoạt đắt đỏ ở Hồng Kông, vừa cung phụng thêm người vợ trẻ đua đòi, thích xa hoa phù phiếm. Kể từ khi lấy Ngụy Tuấn Kiệt, Trương Lợi Hoa có chồng như cây ATM không đáy, bắt anh đáp ứng mọi nhu cầu. Gia đình sa sút kinh tế, song người đẹp họ Trương không ngại vắt cạn túi chồng để phục vụ thú mua sắm đắt đỏ, những cuộc chơi xa hoa và hàng loạt sở thích tốn tiền của mình. Trong khi ông xã quay cuồng vì gánh nặng kinh tế, Trương Lợi Hoa bắt đầu nhòm ngó những gã trai lắm tiền nhiều của khác. Năm 2015, cô từng bị truyền thông phanh phui qua lại với tay đua xe đạp Đặng Hoàng Nghiệp. Theo Jenny Star, dù rất tức giận vì bị vợ trẻ lừa dối, song Ngụy Tuấn Kiệt vẫn tha thứ cho bà xã. Nam diễn viên cũng không ngần ngại dốc hết tiền của mình để mua biệt thự trị giá 17 triệu HKD tặng vợ, đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của cô với hy vọng sẽ níu giữ trái tim không yên phận của bạn đời. Trả lời truyền thông, Ngụy Tuấn Kiệt thừa nhận vợ còn quá trẻ, thích ăn diện và không tránh khỏi chuyện lạc lối, nhưng anh chọn ra cách tha thứ, miễn là cô không đi quá giới hạn. Tuy nhiên, sự yêu chiều cung phụng của Ngụy Tuấn Kiệt không khiến Trương Lợi Hoa thay đổi. Cô càng ngày càng hời hợt, lạnh nhạt, bỏ bê gia đình để theo đuổi những thú vui riêng. Năm 2017, người đẹp xứ Trung tiếp tục vướng bê bối ngoại tình. Đầu năm 2020, hình ảnh người đẹp họ Trương cặp kè một người đàn ông ngoại quốc được đăng tải tràn ngập các mặt báo Hoa ngữ. Được biết, người tình mới của Lợi Hoa là một gã giàu có với mức thu nhập mỗi tháng lên tới hàng triệu đô. Vợ Ngụy Tuấn Kiệt nhanh chóng khăn gói ra khỏi nhà, để lại con gái cho tài tử 54 tuổi một tay chăm sóc. Sau bao nỗ lực hàn gắn, chịu đựng những xấu hổ ê chề vì cô vợ không chung thủy, cuối cùng ông bố một con cùng chặt cách buông tay. Trên trang cá nhân, anh lặng lẽ chuyển trạng thái đã kết hôn sang độc thân. Theo Jenny Star, cuộc hôn nhân tan vỡ trở thành một cú đả kích lớn với Ngụy Tuấn Kiệt. Nam diễn viên tuyên bố từ đây sẽ hết đời không kết hôn nữa. Khỏi cuộc hôn nhân đầy bẻ bạc với người vợ kém 20 tuổi,
Ngụy Tấn Kiệt vật lộn kiếm sống, không chỉ đóng phim, kinh doanh nhà hàng, nam diễn viên từng phải bán bảo hiểm, làm thuê để có tiền lo cho con gái. Thế nhưng thay vì nhận được sự cảm thông từ công chúng, khán giả lại có những bình luận mỉa mai, chỉ trích nghệ sĩ U60 gay gắt. Đám đông bắt đầu khơi lại chuyện tài tử phim Tuyết Sơn Phi Hồ, Phụ Bạc Đặng Lệ Minh và cho rằng việc anh bị vợ hết lần này đến lần khác cắm sừng là đáng phải chuốc lấy. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông năm 2020, Ngụy Tấn Kiệt cho hay: "Rất nhiều người nghĩ rằng tôi bị như vậy là vì không đối xử tốt với tình xưa, tôi đã phải trả giá cho hành động của mình. Nghĩ lại thì thật khó để nói ai không tốt với ai, có lẽ là vì duyên phận chúng tôi đã hết. Mọi người nghĩ tôi tệ bạc với cô ấy, còn tôi thấy mình không có quyền yêu cô ấy. Công bằng mà nói, tôi đã để mất cô ấy." Năm 2020, TVB làm lại Lực Lượng Phản Ứng và cho lên sóng cuối tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, Ngụy Tấn Kiệt không xuất hiện trong phiên bản mới cùng Đặng Lệ Minh, vắng mặt trong tác phẩm từng đưa tên tuổi của bản thân lên đỉnh cao danh vọng. Nam diễn viên đình đám thuở nào chỉ có thể chua chát bày tỏ: "Mặc dù không còn là một phần của Lực Lượng Phản Ứng, nhưng tôi vẫn nhớ đến bộ phim vì nó đã chứng kiến mối tình của chúng tôi. Tôi hy vọng tác phẩm thành công tốt đẹp và cầu chúc Lệ Minh có một cuộc sống tốt đẹp." Tuổi ngoài 50, sự nghiệp của Ngụy Tấn Kiệt dừng lại, cộng với tác động của dịch bệnh hơn một năm nay. Công việc của nam diễn viên vốn đã khó khăn, nay lại càng thêm kiệt quệ. Ngoài mất nhiều dự án phim ảnh, nhà hàng của anh cũng kinh doanh bết bát, doanh số giảm tới 60-70%. Thậm chí tình hình tài chính khó khăn khiến ngôi sao đình đám một thời quyết định bán nhà thờ Hồng Kông để trang trải nhiều chi phí. Năm ngoái, nam diễn viên dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con gái, sống cảnh gà trống nuôi con. Tài tử Hồng Kông thừa nhận anh gặp nhiều khó khăn, áp lực, song may mắn con gái nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. "Con bé luôn nhắc nhở tôi hãy tiết kiệm, ngay cả khi quần áo có vài chỗ thủng, con bé cũng không vứt chúng đi." Mới đây, Ngụy Tấn Kiệt gây chú ý khi góp mặt trong bộ phim chiếu mạng dịp Tết mang tên Mộng Tinh Hoàng Kim Thành của Trung Quốc. Anh khiến nhiều người bất ngờ với gương mặt xuống sắc, ngoại hình xuề xòa, phát tướng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ phong độ khí chất ngày nào. Thậm chí khi đứng chung khung hình với nam diễn viên gạo cội Lý Quốc Lân, nam thần TVB một thời trong lép vế hơn hẳn, dù trẻ hơn đàn anh đến 13 tuổi. Tình cảnh hiện tại của Ngụy Tấn Kiệt khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối cho một ngôi sao hào hoa, tài năng một thời. Nhiều danh tiếng đã chôn vùi trong quá khứ, tài tử 54 tuổi vẫn lạc quan nhìn về tương lai và mong sẽ được trao nhiều cơ hội diễn xuất trong thời gian tới.